Rồi, em chào tất cả mọi người nha. Rồi, nay em lên video mới ha, là 259. Mọi người mua hàng thì liên hệ xuống hỏi trên màn hình nha, 0348304 nè. Rồi, gọi điện hoặc nhắn tin nha mọi người. Rồi, khách mới thì vui lòng chuyển khoản ha, em gửi hàng. Khách mua quen rồi thì em ship COD luôn nha. Hoặc là chuyển khoản thì vui lòng báo trước cho em biết ha. Rồi, chưa đăng ký kênh bấm đăng ký để nhận được thông báo mới về video em đăng lên ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Em về ít nón kết nha mọi người. Nè, nón kết rất là đẹp luôn. Những mẫu rất là độc và lạ ha. Nó độc và nó đẹp. Với mấy đôi giày mọi người ha, có giày thể thao với đôi giày da ha, nó giày da đó của Land Rover ha, hiệu Land Rover. Rồi với giày thể thao giày Nike này, Undermount đó, mấy hiệu nổi tiếng không. Này có đôi giày đá banh nữa nha mọi người ha, giày này giày đá banh nè. Không biết nào kiếm mà không biết nó đúng sai không. Sai này nhỏ 39. Rồi để giới thiệu chi tiết ha. Rồi đầu tiên là con nón. Nè, nón nóng bê rê nha mọi người. À, con này nó size lớn nha mọi người, size vòng đầu 59 ha. Này 59 đội nha mọi người, nè vòng đầu á nha. Mọi người lấy con dây mọi người đo cái vòng đầu trên trán á, vòng đầu đội lên đó, đó là 59 cm nha. Con này nó còn rất là đẹp luôn, à, hiểu rồi. Còn rất là đẹp. Nó bị đây một cái lỗ nhỏ đây ha, không biết nó bấm kim gì vậy? Nó dính hai cái lỗ này nha mọi người ha. À, nói chung thì đội lên thì cũng không ai thấy đâu, à, đội cũng bình thường, hiệu luôn, hiệu tem tét rồi, còn rất là đẹp. Đó, bị lỗ nhỏ đó, còn độ mới cao. Rồi, bán 150.000 ha, mã số 1. Rồi tiếp theo là một con bire dạng, cái này giống như kiểu nó làm như da rắn nha mọi người ha, họa tiết da rắn đó. Nhìn nó có vảy như da rắn rất là lạ luôn. Cái con này tùy chỉnh sai nha. Nút khóa đồng. Cái này tùy chỉnh nha mọi người. Đội nó chặt thì nới ra ha. Đây. Nới nó ra vậy ha. Đó, cái này dễ luôn. Con này nói chung sai trung bình. Trung bình nhỏ lớn đều mang được bên trong nè. Này nó sử dụng rồi nha mọi người, nên mọi người về thì giặt lại ha. Này giặt lại. Đây, nón này chuẩn hàng hiệu của Nhật nha. Hàng này nội địa Nhật. Tem Nhật. Kiểu rất là lạ luôn, độc. Đó, hoàn hảo ha. Rồi con này mã số 2 ha, 250.000. Con này hàng hiệu Zara Man ha. Zara Man. Thương hiệu của nước gì ở bên châu Âu quên mất. Đông Âu. Đông Âu gần gần với sa mạc, mấy nước châu Phi rồi.
nước đó nó gần gần với châu Phi mọi người. Da ra độ mới còn rất là cao, con này độ mới cao đẹp. Đây bên trong à. Đó. Quá đẹp, họa tiết quá đẹp luôn. Cái dòng Zara thường nó làm những họa tiết như vậy nha mọi người, họa tiết kiểu nó sang trọng à. Nhìn rất là chung, nó có chất những lịch sự trong trang trọng ha, lịch lãm đó. Họa tiết nó cũng đơn giản. À, kiểu nó là bd nó đường mới còn rất là cao luôn. Rồi con này mã số 3 ha, 300.000 Zara Men. À con này size trung bình nha mọi người, 57-58 mang đẹp luôn. Đầu em là 57-58 mang vừa y đó, vòng đầu 57-58 mang đẹp luôn. Nó không có điều chỉnh được nha mọi người ha, nói chung là cái này nó một size đó, 57-58 thì mình mang, còn rộng hơn thì chắc không được. Còn nếu mà chặt hơn mọi người có cách nó hâu cái nón nha mọi người ha. Chặt hơn mình có thể hâu được, thợ may họ sẽ biết cách họ hâu rồi ha, hâu bên trong cái này nè, bó bóp lại thì nó chặt hơn, đầu nhỏ hơn mình mang được, sửa lại. Còn rộng hơn thì chắc bó tay không có nới được ha. Đó. Rồi cái này 57-58 ha, phần đầu ha, mã số 3 300.000. Rồi con này nó bằng, nó làm bằng vải gì nó mềm mềm mọi người, giống như vải mềm lắm, nó có lông lông giống như da, giống như da lộn nha, sờ vô cái da lộn nó giống giống vậy. Rồi con này nó mắc tem mọi người, mắc tem, rồi mắc tem mọi người, rồi đầu mới cũng ngon ok, mà nó bị cái là nó rách tem à. Rất là lạ con nón, một màu duy nhất màu nâu, màu này giống như màu của màu lông của con gấu. Rồi size 57-58 luôn ha, 57-58 là trung bình, mà số 4 ha, 150 nha. Rồi tiếp theo con này nữa, con này nó cũng giống giống con đó ha, màu nó cũng nhìn vàng nâu nâu. Cái con này là đây Playboy nó cũng rất cái tem phụ mọi người, mất tem đây, nút rất là xịn đồng. Đây nó có con thỏ nè ha, hình con thỏ nè. Rồi cái nón con thỏ Playboy mã số 5 ha, 150. Tình trạng ok. Rồi tiếp theo một con Serif ha, Serif này nè, Serif nè, Zip ha, à, tem Zip luôn, 1941 Zip US, công ty Hàn Quốc sản xuất. Rồi nón rất là dày dặn chắc chắn. Khóa đồng sao nè, tùy chỉnh lớn nhỏ đều mang được. Authentic Serif 1941
thêm thiêu cho nó đẹp nè. Vải dày rồi, con mã 6 ha, 250 nè, mã series rồi. Rồi một con cái quy logo đại bàng, thương hiệu này nhìn cũng quen, giống như của lá cờ Pháp nha mọi người. Đây lá cờ Pháp Racing, hiệu gì Racing đây, Racing là cũng hãng xe hả. Đây SA là của hãng Pháp, thương hiệu. À, bên trong nè, à, cái nút này nó có dập tên luôn. Đây là cờ Pháp nè, SA Racing. Rồi nó màu nâu ha, phía trước màu đen, tem bên hông có lá cờ, trước là in đại bàng, hiệu đại bàng này, Agro Racing ha, giống như xe, hiệu xe. Rồi đội rất là đẹp, chắc chắn, nón dày dặn ha, vải dày dặn, đội đẹp. Đây là tình trạng này, nhà dặn chắc chắn nha. Màu cũng đẹp nè, màu nó phối màu đen nâu, viền nâu, trong nâu ha, hai ba màu. Rồi mã số 7 ha, 250. Con nón chim đại bàng. Rồi tiếp theo một con Renoma Paris, thương hiệu Renoma, tem bay rồi, bay màu tem rồi nha mọi người, bay tem rồi, mà tình trạng còn ok, tình trạng ok. Đây khóa cái logo bằng kim loại nha, logo kim loại rất là đẹp. Đây Renoma, Renoma Paris, nón màu màu trung tính, màu dễ mang mọi người, cái màu dễ nhìn, không có đậm, không có nhạt, không có phải trắng mà không phải đen. Đó. Xám xanh, dạng xám như màu đá vậy. Hai lớp nha, hai lớp rất là xịn nè, trong trong có lớp vải. Rồi nón này size 57 ha mọi người, 56-57 ha, phần đầu 56-57 nha, mã số 8, 200 ngàn. Rồi tiếp theo một con hàng rất là hiệu, rất đẹp luôn. Này con nón, đây là nó hiêu chỉ trên từng cái chấm này luôn nha mọi người, chỉ hiêu vô nha, đây nó hiêu theo cái chỉ vô nha mọi người, không phải in nha, không phải ấy nha, là hiêu từng công chỉ vô nữa ha, như những ngôi sao. Là gần đây là thiết kế bởi cái công ty này Design. Con nón này rất độc, có tông 100%, sản xuất ở Hàn Quốc, tình trạng còn rất là mới nè, rất mới. Đây vải nó là hai lớp nha mọi người, trong còn một lớp mỏng, nó mai hai lớp.
Vải này nó dệt rất là lạ nha mọi người, lần đầu gặp luôn. Đó. Hoàn hảo nha. Đó, từng ngôi sao hoàn hảo. Hàng trăm ngôi sao trong đây. Tạo ra một cái nón quá độc. Rồi mã số 9 ha, 350 nè. Cái đây là miếng da nha mọi người. Đây là nguyên miếng da lên luôn. Da thật. Rồi tiếp theo một con bê rê màu trắng. Trắng tinh nha. Trắng tinh khôi luôn. Có cò dạng xíu sau nè. Trắng tinh, ngoài cái logo đây. Cái con này hàng nói chung là hiệu đây. Zắc. Nick nick lao gì nè mọi người. Cái ông này là quyền hội chơi golf cho mọi người. À. Cái thông tin em tìm được. Đây, cái thông tin của cái ông sắc nước lao nè. Này rắc nít lao nè, sự nghiệp quyền hội rắc nít lao gôn. Cái ông quyền hội chơi gôn nha mọi người. Tên ổng rắc nít lao. Sinh năm 1940, 80 tuổi, ở Hoa Kỳ ha. Có thể là nó lấy tên ổng để nó thiết kế cái mẫu nón này. Rất nít lao. Đây, trắng tinh khôi, tình trạng hoàn hảo, độ mới cao nha nè. Độ mới mọi người nhìn đây là biết độ mới ha, nón. Nó còn đẹp là nó mới. Đây, hai lớp, lớp ngoài cũng là lưới nha. Dạng đúng là chơi golf chơi thể thao mà trời nó cần phải hón. Rồi cái nón này size 57 58 mang nha mọi người ha. Vòng đầu 57 58, đây nó có ghi 58 luôn đó. 57 58 mang ok ha. Một cái nón của quyền hội chơi golf rất cao. Rồi, mã số 10 ha. 300 ngàn. Tiếp theo cái con này là này, tem nữa nè. Cotton linen polyester chất liệu mọi người. Rồi cái nón này bê rê rất là độc, nó thiết kế cái kiểu cái bông màu dạng màu tối. Màu này dễ mang ha. Tuy là bông hoa nhưng mà nó dạng nó màu chìm á. Nên mang rất là độc. Đây, tình trạng cũng ok, độ mới cao. Tem còn nguyên. Ở đây có nút tăng chỉnh nha, ba cỡ nha. Bự nhất nè. Rồi bự nhất nó cỡ 59 mà. À nhỏ. Rồi cỡ 57 đến 59 nha mọi người. Vòng đầu 57 59. Ha, thì chỉnh 57 58 59 ha. À, giữa này là 58 đúng rồi luôn ha. À, quà tiết quá đẹp luôn. Đây, vải dày dặn. Hoàn hảo, không lỗi làm gì hết. Rồi mã 11 nha, 200 ngàn. Con nón. Rồi, tiếp theo một con K
Calong Pot là thể thao nè, chơi thể thao ngoài trời ha. Nó có lưới mọi người, này này nhìn thấy không, có lưới, nó nhìn xuyên qua luôn, lưới hai lớp ha, mài dính lại nhau. Ồ, một lớp hón với một lớp bên trong lưới đen. Cái nón này quá chất luôn, logo nè, độ mới rất cao luôn, tình trạng 95% luôn. Bên ngoài quá đẹp đó. Màu đá mọi người, màu rêu đá, màu rêu xanh 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 mà nó xanh lạnh đó, ha. Em nghĩ vậy chứ không biết kêu nó màu gì. Đó, độ bóng nó có nha mọi người, cái này nó nhìn nó bóng lắm, rất là lạ nè, lên hình nó cũng mì bóng như vậy đó, nó bóng, ngoài nó cũng bóng. Cái logo hai cái cây ha, nè này hai cái cây nè, giống như cây hông. Có lon bóp thể thao ha. Rồi qua tùy chỉnh dày dặn lưới nhưng mà rất là dày dặn ha, rất là xịn. Rồi con này mã 12 nha, 350. Rồi con này là đây, Chocolate hiệu cái xe, hiệu xe nha mọi người. Con này nó mắc tem à, không thấy tem nữa hết. Không thấy tem mọi người. Nhưng còn rất là đẹp. Rất đẹp mà không có tem. Hoàn hảo. Size tăng chỉnh lớn nhỏ. Rồi bán 200 ngàn nha, mã số 13 Chocolate này. Tem heel rất là sắc nét. Đây. Đây, con này là cái da lộn mọi người. Kiểu nó da lộn. Con này là nón Pierre, đây PSM, nón hàng hiệu Pia, hiệu con gấu á. Đây, nón hai lớp nha. Hai lớp rất là chắc chắn, dày dặn, mang rất là êm. Mang êm lắm. Rồi một size duy nhất nha mọi người. Size 57 ha. Còn đầu 57. Đầu 57 mang nha. Rồi đây, mở lên được luôn. Rồi hoàn hảo. Hoàn hảo không lỗi. Màu nâu. Màu giống y cái lông gấu luôn mọi người. Con gấu màu nâu á, y chang luôn ha. Hiệu nó là hiệu con gấu luôn nè. Nón gấu. Quá gấu luôn, nón gấu mã 14 à, 250 nha. Rồi con này cực kỳ ngầu luôn. Con nó riêng nha. Vải riêng nó Jeep nè. Jeep 1941 nè, Jeep. Hãng nổi tiếng Jeep nè, 1941. Vải riêng nè, y như quần riêng vậy. Dày dặn chắc chắn, phải đi rất là đẹp. Phải đi nó được cái nó màu nó đã đẹp, nhìn nó nổi bật. Đó, cái form cũng đẹp nữa. Form này nó form dạng nó form đứng, form vuông á, form cạnh á, đội lên nó nhìn nó vuông cái đầu. Là hai lớp ha, rất là dày dặn chắc chắn. Phải đi màu đẹp. Tem nè. Clip 1.41. Đây, chốt quá phía sau nè. Tăng chỉnh được nè. Size tùy chỉnh luôn. Rồi rất là êm.
con này mã 15 nha, 350 nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu mấy đôi giày nè mọi người. Đây, con này là Undermount à. Đôi này Undermount, Undermount của hàng hiệu. Này, tình trạng gót này. Để con dạng thể thao nha mọi người. Thể thao chạy bộ, đi bộ, chơi vận động thể thao này kia ok hết. Đây mang rất là nhẹ ha, rất là nhẹ nha. Con này size 42 nha, size 42 mang rất êm nhẹ. Rồi đây lót bên trong là dạng nó đi liền nha mọi người ha, mình muốn lót thì phải lót ha. Nhìn dạng nó là lót như vậy nè, độ mới còn cao nha. Bên trong nè, không có bị mòn đâu. Đó. Rất là bền, cái dạng này đi nó rất bền. Rồi con này size 42, mã 16 nha, 400.000 đôi này nha. Rồi tiếp theo con Nike đây. Nike cũng là giày thể thao chạy bộ ha, đi bộ như mọi người. Nike Running giày chạy đây rất là nhẹ êm thoải mái, trên nó là một lớp lưới nè, vải lưới nè chắc chắn. Đây size này tem. Rồi cái này là size nhỏ nha, size 39 nha mọi người. Con này chân 39 mang nha, 400.000, mã 17. Đây nè, hoàn hảo ha. Gót. À, trong nè. Rồi con này bà 17 xe 39 400.000. Rồi tiếp theo con Land Rover. Land Rover hiệu hãng xe á mọi người. Ha. Hãng xe Land Rover của Mỹ. Hãng xe đó sản xuất mấy xe siêu xe. Chung siêu xe. Land Rover dài nó sản xuất rất là đẹp mọi người, kiểu thiết kế nó rất là ngầu, có hầm hố rất là chắc chắn đẹp. Đây Land Rover, con này là full da nha. Đây da nè, bên ngoài da luôn rồi, da nè ha, là bên trong lót da luôn, da nè, nó da hết. Còn trong này có cái lớp gọi là như là nó chịu được ẩm ướt, nó tránh nước nhẹ đó, cái lớp đó đó. Land Rover lót rất là êm, lót nó kiểu không biết bằng chất liệu gì nhưng mà rất êm mọi người, cái lót. Đây nó có cái dòng cái logo này, bằng kim loại nha, logo bằng kim loại. Logo nó bằng đồng nha mọi người.
sau lưng nè, gót. Mũi. Da. Da màu nâu nè. Rồi, con Land Rover này mã số 18 nha, size 41 luôn nè. Chân 41 mang nha. 41 là cái chân mình dài 260 nè, từ dưới gót này lên đờ lên. Căng thẳng bằng chân ra vạch hai vạch ha. Đờ lên 260 mm 26 cm. Là mang vừa cái đôi này ha. Rồi mã số 18 nha. Size 41 750 nha. Con này hàng hiệu của Italy nè mọi người. Gucci. Gucci. Đây. Gucci nha mọi người. Gucci hàng hiệu Italy, made in Italy. Made in Italy nè. Gucci. Size 37 nha. Size nhỏ xíu mọi người. 37 mang nha. Gucci 37 ha. Đó, nó nhỏ xíu. Đây full da hết nha. Da nè. Đây, cái đường này là đường vải hiệu của nó đó. Logo của nó đó là hai cái ba sọc này mọi người. Gucci á. Nè da nè. Da rất là chắc chắn xịn. Bên trong này lót da luôn. Tấm lót. Để. Mũi. Mũi chắc chắn. Gucci. Gucci là mã 19, size 37. 600.000. Tiếp theo một con Nike đá banh nha. Con này dài đá banh không ạ? Đá banh này sân sân cỏ nè. Đá banh đinh cao nha. Đinh này cũng khá là cao nè nha. Đá sân cỏ tự nhiên được nè. Nha mọi người thấy cái đinh nó cao. Đinh nó cao. Em đo coi. Phần gửi á. Đinh nó lồi lên phần gửi nha. Nó đinh chứ nó là cái gót nó đúc nhựa nha mọi người. Còn mọi người muốn đinh thật thì rất ít có. Cái đinh thật là dùng đá chuyên nghiệp, đá cái sân lớn. Nó sẽ dùng cái đinh bằng thép. Đóng vô luôn. Để nó cài dưới cái nền đất sình lúng, đất cỏ tự nhiên. Nó sẽ có độ lúng. Nên cái đinh đó nó dùng dữ hơn nữa. Nó phải cao hơn và nó cứng hơn. Con này đá tự nhiên được nè. Và đá sân mini với sân cỏ cũng được. Trong đinh này cũng khá là cao rồi ha. Chắc chắn. Đó. Độ mới còn rất là cao luôn. Nike. Đây. Con này size 39 nha mọi người. Còn rất đẹp. Độ mới cao. Rồi. Số 39. Quá đẹp luôn. Thiết kế rất là chắc chắn. Mũi nè. Đế quá đẹp. Không có gì phải chê luôn. Đúng sai là mang chơi. Rồi, size 39 ha, mã số 20, 700.000.
Rồi con này của Hàn Quốc sản xuất cho mọi người. Con dài da. Da thật. Con này full da thật này. Này, da hết này. Đó, da hết. Đế cao su rất là chắc chắn nha. Mài đế hết luôn nha mọi người ha. Thiết kế của nó vậy vậy ha. Nó mài đế ra kỹ, mài vòng quanh hết luôn. Mọi người chi diệt mang. Đây. Con này nó bay cái tem rồi nhưng mà bị bay tem. Hàng đúng chuẩn nha. Nó bị bay tem nè. Size 41. Con này size 41 nha. Chừng 260 cm mà. Hai mươi sáu cm, 260 mm, chừng 26 cm mang. Rồi mã 21 ha, size 41, 500.000 đôi này ha, 500 nhiều rồi. Rồi đôi này là Kiwis ha, thương hiệu của hiệu Mỹ nè. Con cây quýt da này rất là lạ luôn nè, da nó mọi người. Nó mềm nhũn mà, da nguyên miếng da luôn nha. Một lớp nè. Da một lớp nguyên miếng luôn. Đó. Có nguyên miếng luôn mà, à, nguyên mảnh. Quá độc. Cái form nó như vậy nha mọi người. Mang vô là nó sẽ bó, nó gọn như vậy nữa ha. Chứ nó không, nó vậy nó không sao, nó mềm nhũn vậy. Tại vì cái da đặc thù nó như vậy rồi ha. Một miếng da nó sẽ mềm như vậy. Đó. Mấy đường này là da lộn nè. Da lộn nè. Để ha. Mũi nè, rất là ok, chắc chắn, da rất độc luôn. Con này size lớn mà, size 43 nha. Này tấm lót còn rất là đẹp, keo quýt. Cây quýt da size 43. Con này mang vô đẹp lắm nha mọi người. Mang thử vô mọi người coi. Size 43 mà chân em 40.5 à. Đây, chỉ mang thử thôi. Đó, cái phần nó dán nó cao nha mọi người ha, nó cao lên mắt cá này nha. Màu rất là lạ nha. Đó. Nó có hình logo rất là đẹp, logo đây nè. Hình cái logo nè ha. Hình chắc chắn luôn nha. Da mềm đã lắm, da mềm nhũn. Rồi con này size 43 nha, mã 22, giá 700 rồi nè. Cây quýt. Rồi cuối cùng là một con Adidas nè. À, Adidas này dài chạy bộ nha mọi người. Dài chuyên chạy bộ nha, nè. Dài thể thao nè, chạy bộ nha. Đế nó thiết kế là để chạy rồi nha. Đế lò xo đó mọi người tìm hiểu cái đôi giày mà đế lò xo của Adidas ha. Nó rất là đắt tiền nha. Dòng thiết kế của nó rất là chung là một cái bước tiến trong thiết kế giày thể thao ha. Đó, kiểu nó làm dẫn cái lò xo
Rồi rồi, lò xo không luôn. Rất là ngộ. Đây, pusher. Đây. Mũi nè. Tao này size 42 nha, Adat size 42. Tình trạng ok. Adat size 42 nha. Adat dài chạy bộ size 42. Mã số 23 ha, à, mã 23 size 42. Giá 600 rồi nè. Rồi, hết rồi. Rồi, em sẽ kết thúc video nha. Rồi, cảm ơn mọi người.